Việt Vinh Audio xin kính chào tất cả anh em. Và trước màn hình anh em đang xem là một cặp loa toàn giải của hãng Duan. Và model của cặp loa này là L201. Đây là cặp loa mà như tất cả chúng ta đang nhìn thấy trước màn hình. Nó sử dụng một bát 25 hình oval. Cặp loa toàn giải này thì chúng ta có thể để đứng hoặc là để nằm ngang cũng được. Cặp loa mà Việt Vinh đang giới thiệu đến anh em là một cặp loa đẹp xuất sắc luôn. Đấy, chúng ta có thể nhìn tuyến loa cặp loa này. Toàn giải của Đức sở hữu bát 25 hình oval. Và chúng ta có thể nhìn qua cái phần mặt hậu của cặp loa này thì được nhà sản xuất làm hở hậu. Đấy. Cho nên là chúng ta nghe phía trước hoặc là phía sau, chất âm của nó đều tương tự như nhau. Cặp loa Duan có model L201 này, trở kháng của nó là 4 ohm và công suất âm nhạc của nó là 15W và nó được sản xuất tại nước Đức. Và đây là chiếc loa thứ hai sử dụng bát 25 hình oval. Đấy, rất là gấu đây anh em ạ. Anh em có thể nhìn qua tuyến loa này. L201, mọi thông số thì giống chiếc loa bên trái. Cặp loa này thì chúng ta có thể nhìn nó rất là mới. Và anh em nhìn cái phần chân này, cái phần chân là những cái miếng mút mà nó còn mới như thế này. Đấy, chúng ta nhìn rất là sạch sẽ. Mặc dù cặp loa này thì Việt Vinh chưa lau chùi gì cả, vẫn để nguyên. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Rất là đẹp. Anh em nào mà đang có những chiếc âm ly mà có công suất nhỏ và đang tìm cho mình một cặp loa để chúng ta nghe ở những không gian riêng tư, đặc biệt là những không gian phòng ngủ hoặc là những không gian sân vườn, phòng khách nhỏ, chúng ta có thể sử dụng một cặp loa toàn giải chúng ta chơi thì chúng ta nghe cả ngày không biết mệt. Đó là đặc trưng của những cặp loa toàn giải. Và đây là một cặp loa toàn giải của Đức. Thì chất âm của những cặp loa đến từ nước Đức thì anh em biết rồi, chất âm của nó rất là chi tiết. Và cái phần giải trên của những cặp loa đến từ nước Đức thì cực kỳ xuất sắc luôn. Đặc biệt là cặp loa Duan L201 này. Đấy, chúng ta có thể nhìn màng của nó hơi ánh tím, rất là đẹp. Cặp loa tuyến loa đẹp xuất sắc luôn, anh em có thể nhìn qua về cái màng loa này. Đấy, màng giấy anh em nhé. Gần liền màng, gần xếp. Cặp loa này có chiều ngang là 23 cm. Chiều cao của cặp loa này là 36.5 cm. Và chiều sâu của cặp loa toàn giải này là 12.5 cm. Xa quê trường.
Anh em vừa nghe qua Việt Vinh giới thiệu về cặp loa toàn giải ván hở của hãng Dua, và model của cặp loa này là L201, và giá bán cặp loa này rất là tốt, chỉ có 3 triệu đồng. Anh em nào yêu thích liên hệ với cả Vinh để sở hữu cặp loa toàn giải đến từ nước Đức này. Số điện thoại mà anh em cần liên hệ đó là số 0917659929. Còn bây giờ Vinh thay xin chào tạm biệt tất cả anh em.